Em thanh lý nhanh cho các bác cái con công suất nhá. Con này thì nó là con Onkyo V17. Cái con này thì hiện tại thì là về hàng về thì bên em chưa kiểm tra đâu nhá. Tất cả về nó nguyên mộc mạc nó luôn nhá. Thì hiện tại thì em đang thử đây là có kết nối đường quang này, đấy, Smart TV và kết nối với điện thoại máy tính. Hiện tại cái cổng máy tính này thì cắm vào là tiếng vẫn có nhạc bình thường. Quang này thì đang cắm cổng in nhá, nó có cổng out ở đây nhưng mà thử hiện tại thì là tiếng nó không vào, quang đường quang không vào này. Đấy, tóm lại là điện thoại chạy ok, công suất vẫn lên. Quang không vào. Đấy, màn hình thì vẫn lên bình thường nhá. Và cái phím nguồn này thì hiện tại là nhấn là không có tác dụng. Đấy. Tức là bật tắt hiện tại bây giờ các bác phải chơi qua là tắt thẳng nguồn. Đấy, và muốn bật nó thì các bác sẽ dùng các phím ở đây. Đấy. Nhấn vào đây, hoặc đây, là nhấn đây thì nó sẽ ra nhá. Đấy, khai Siri thì vẫn ra bình thường. Đấy, còn tình trạng mọi thứ như nào thì về các bác tự kiểm tra và lấy đồ ngoài lấy linh kiện nhá. Con này thì xả luôn cho các bác 500k về cho các bác kiểm tra lý do tại sao mà nó không lên quang và cái phím nguồn là tại sao mà bật tắt không được. Giá là 500k nhá, thanh lý nhanh cho các bác về tự kiểm tra nhá. Đấy, còn ở đây thì em đang thử cái phần công suất của nó thì là cắm điện thoại vẫn thấy nó lên này. Đấy. Các bác có thể về lấy cáp hoặc là nghiên cứu lý do tại sao mà phím nguồn này và phần quang không lên nhá. Còn các chức năng CD MD này thì coi như em bỏ qua luôn. Thanh lý cho các bác về lấy đồ. Hàng vẫn nguyên zin từ bên bãi về con nhá, từ bên bãi Nhật về luôn. Đây. Tất cả hàng nguyên zin hết. Đấy. Còn bên kia họ làm như nào thì em chịu không biết. Tóm lại là đấy, về có nào quay đúng y chang cho các bác. Bác nào lấy hàng thì gọi qua số cho em là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Giá này là chưa bao gồm phí ship, có nhà bác nào lấy thì cộng thêm cho em tiền phí ship vào nha. Tại vì hàng này là hàng thanh lý giá rẻ cho các bác lấy linh kiện nên là bên em sẽ không bao gồm phí ship ở đây đâu nha. Đấy, nhà vẫn đây bình thường, các bác nhà to nhỏ bình thường này. Từng cầu vẫn lên bình thường nhá. Ok, xin chào các bác nhá.